Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu đang đứng tại Trần Hưng Đạo, vị trí của một dự án rất là đẹp, là dự án tên là Zai Dragon của Cần Đước Long An. Thì hôm nay Phước Sửu và bạn Lê Anh Duy sẽ cùng khám phá dự án tại Cần Đước Long An này nhé. Nói đến Zai Dragon là một dự án thuộc trung tâm của Cần Đước. Vị trí của Zai Dragon nằm tại mặt tiền đường huyết mạch Trần Hưng Đạo với 4 mặt tiền đường hiện hữu, kết nối thuận tiện đến các khu vực và các tiện ích xung quanh của trung tâm Cần Đước Long An. Thì sau đây Phước Sửu sẽ cùng với mọi người đi thực tế cùng với Lê Anh Duy để khám phá về cái vị trí kết nối của dự án Zai Dragon này nhé. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại Duy đang đứng tại trung tâm thị trấn Cần Đước. Chúng ta có thể thấy đây là góc đường giao lộ giữa quốc lộ 50 và đường Trần Hưng Đạo. Ngay góc đường chúng ta sẽ thấy một FPT Shop rất là lớn ở đây. Đường Trần Hưng Đạo có thể nói là con đường huyết mạch và là đường trung tâm sầm uất nhất hiện nay tại thị trấn Cần Đước. Lộ giới con đường này lên đến 20m. Bất động sản xung quanh hai bên đường phát triển rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì cư dân tập trung ở đây rất là đông đúc, cư dân hiện hữu, đường rộng. Và phía bên tay phải dưới đây còn là chợ Cần Đước. Thường chúng ta thấy chợ là nơi giao thương rất là nhiều và tập trung nhiều dân cư. Và bất động sản quanh chợ có thể tăng giá là từ 30-60% trên mỗi năm. Đây là có thể nói là một cái nơi giao thương rất là sầm uất và phát triển tại Cần Đước hiện nay. Chúng ta có thể thấy là rất là đông đúc, chẳng khác gì thành phố Hồ Chí Minh. Cũng đúng thôi, bởi vì đây là khu vực trung tâm cho nên cái tiềm năng phát triển của nó rất là lớn. Khi mà chúng ta đi thêm một xíu nữa thì đây các bạn có thể thấy đây là chợ Cần Đước. Đây được coi là cái nơi trung tâm, là cốt lõi tại khu vực này. Giao thương rất là nhộn nhịp, nhưng mà có thể là vừa mới Covid cho nên vẫn còn đang giãn cách. Vẫn hoạt động giao thương bình thường nha các bạn. Rồi, chúng ta thấy rất là sầm uất, rất là đông. Chợ Cần Đước. Khi đang đứng giữa góc giao lộ tại dự án Zai Dragon. Zai Dragon là dự án may mắn hiếm hoi sở hữu hai mặt tiền đường. Một mặt tiền đường là Nguyễn Thị Minh Khai. Đây, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và một mặt tiền đường là đường Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo là tuyến đường trung tâm sầm uất của thị trấn Cần Đước hiện nay và quy hoạch lộ giới lên đến 20m. Đây là con đường diễn ra rất là nhiều các hoạt động giao thương và cư dân tập trung xung quanh đây rất là đông đúc. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại vị trí góc mặt tiền đường của dự án Zai Dragon Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Hưng Đạo. Hiện tại Duy đang đứng tại cổng chính của dự án Zai Dragon. Đây là lối vào dự án. Dự án Zai Dragon sở hữu hai mặt tiền đường. Một mặt tiền đường chính là đường Trần Hưng Đạo. Đây có thể nói là con đường đông đúc và sầm uất nhất hiện nay tại thị trấn Cần Đước. Đầy đủ tất cả các loại hình kinh doanh, dịch vụ và là nơi cư dân tập trung sầm uất nhất. Trên con đường này chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều các loại hình khác nhau. Các bạn có thể thấy một cái biển báo giao thông màu xanh ở kia, đó chính là giao lộ giữa con đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thị Minh Khai. Trên đường Trần Hưng Đạo, chúng ta có các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ở ngay góc đường từ xa xa đó các bạn, chúng ta có thể thấy một cái FPT Shop rất là lớn. Đó chính là giao lộ giữa quốc lộ 50 và đường Trần Hưng Đạo. Chính giao lộ này tạo thành một cụm dân cư rất là đông đúc và là động lực chính phát triển rất là mạnh tại khu vực này. Ở xa xa kia kìa các bạn, đó, hướng tay di chỉ đó chính là chợ Cần Đước. Chợ Cần Đước là chợ dân sinh lớn nhất hiện nay tại thị trấn Cần Đước. Và các cái hoạt động giao thương hàng ngày diễn ra rất là tấp nập. Đó là lý do tại sao trên con đường Trần Hưng Đạo tập trung rất là nhiều cư dân. Khi mà Duy cảm giác Duy xuống đây á, nó không khác nhiều lắm so với Sài Gòn. Không khác nhiều về mức độ sầm uất, về độ tập trung dân cư, về kể cả thiết kế nhà cửa nữa các bạn, cũng rất là hiện đại và khang trang.
Đây là những cái chia sẻ của Duy về vị trí của dự án The Tree Dragon. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Vị trí của The Tree Dragon nằm tọa lạc tại mặt tiền đường giao thông huyết mạch của Trần Hưng Đạo, với 4 mặt tiền đường hiện hữu kết nối thuận tiện đi đến các khu vực và tiện ích của khu dân cư. Thì nói đến The Tree Dragon thì chủ đầu tư luôn quan điểm về một cái dòng sản phẩm là cực kỳ sang trọng và đẳng cấp cho khách hàng. Tại The Tree Dragon Nam Sài Gòn thì luôn mong muốn đem và kiến tạo mang đến cho khách hàng một cái vùng đất là thịnh vượng và tài lộc đến từng cư dân của mình. Thì một khu phố chợ tấp nập được bao quanh bởi một con sông êm ả và xanh mát kiến tạo một cái khu dân cư The Tree Dragon cực kỳ sang trọng và đẳng cấp bậc nhất tại Cần Đước, Long An. Thì khi Phước Sửu và anh Duy sẽ phân tích cái liên kết vùng mạnh mẽ của dự án The Tree Dragon là một lựa chọn hoàn hảo cho quý khách hàng và bạn bè trong khu vực. Chỉ một bước chân là đến chợ sầm uất cao cấp nhất trung tâm thị trấn Cần Đước. Là một cư dân tại một khu đông dân cư thuộc chợ lớn nhất của trung tâm Cần Đước với khoảng 200.000 người, sở hữu mặt tiền sông và hai mặt tiền đường với hạ tầng bậc nhất khu vực, hạ tầng hiện đại so với khu vực và điện nước âm, hệ thống phủ toàn cây xanh, kết nối giao thông thì thuận tiện và nhanh chóng, liền kề Ủy ban Nhân dân trung tâm huyện Cần Đước và trung tâm hành chính của khu vực. Sau đây Phước Sửu sẽ phân tích về tiện ích khu dân cư The Tree Dragon Long An. Hạ tầng của dự án The Tree Dragon được đầu tư một cách hiện đại, bài bản và mang tính nhất quán, đồng bộ, trang thiết bị điện nước thì âm. Và chính tại dự án The Tree Dragon này thì sẽ có đầy đủ các tiện ích phục vụ cư dân với mục đích là mua sắm nè, vui chơi, giải trí, rồi có đường chạy bộ, khu thể thao, siêu thị và các tiện ích đẳng cấp của khu dân cư. Sau đây thì Phước Sửu nói đến về cái thiết kế kiến trúc của dự án The Tree Dragon Cần Đước Long An. Lối thiết kế kiến trúc hiện đại mang hướng tới một công trình châu Âu với nét sắc sảo tinh tế, màu sắc thì trang hòa đang xen lẫn nhau, làm cho là có rất là nhiều không khí tươi mát và hòa mình với thiên nhiên tại công trình của dự án. Sửu sẽ phân tích lại cái tiềm năng tăng giá và sức hút tại dự án The Tree Dragon của Thắng Lợi Cần Đước Long An. Xét về mặt tổng quan thì tỉnh Long An là một đơn vị chính trị và vị trí tiếp giáp và chiến lược với thành phố Hồ Chí Minh, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông rất là đồng bộ nè, theo quy hoạch, đồng thời là nơi đây là còn sở hữu rất là nhiều quỹ đất rộng, cùng với mặt bằng giá đất ở đây còn mềm so với các khung giá tại những cái huyện giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi đang là những cái yếu tố khiến cho thị trường bất động sản đất nền tại khu vực ở đây thì trở thành thị trường bất động sản hấp dẫn nhất khu Nam hiện tại bây giờ. Thì xét về mặt thị trường, trong bối cảnh chung của thị trường bất động sản hiện tại thì của thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tình trạng chững lại, thiếu hụt nguồn cung lớn, dự án mới thì thắt chặt và khó triển khai. Vì thế thì giá bán thì sẽ là rất là cao hơn so với mức giá của nhiều của thị trường, và chính vì thế xu hướng tất yếu của nhà đầu tư sẽ đổ dồn dòng tiền vào các tỉnh vùng ven gọi là đô thị vệ tinh. Khiến The Tree Dragon là một cái tâm điểm mới và sáng giá cho khách hàng đầu tư trong thời gian tới. Xét về nội dung hiện tại của dự án Cần Đước thì sở hữu tuyến quốc lộ 50 đi xuyên qua địa bàn ha, và kết nối trực tiếp với thành phố Hồ Chí Minh là trục giao thông trong khu vực. Đồng thời chính tại dự án The Tree Dragon Cần Đước thì còn có một mạng lưới giao thông vô cùng đồng bộ, và việc mở rộng các tuyến đường lớn như là 826 nè, tuyến đường 835, 830, 826B, và hơn nữa thì dự án là có một cái cao tốc Bến Lức Long Thành đi đang sắp đưa vào hoạt động, và hạ tầng của khu dân cư The Tree Dragon sẽ là được là tiếp nối với những cái cơ sở hạ tầng đó ha. Ngoài ra Cần Đước còn là một cái có một cái nội lực rất là lớn
Ở đây thì Cần Đức sở hữu mạng lưới giao thông đường thủy rất là ấn tượng, với nhiều tuyến đường kết nối với miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Đồng thời còn là địa phương có đến 3 khu, 6 cụm công nghiệp và có 50 doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng sản xuất, thu hút khoảng 6.000 công nhân đang làm việc tại Cần Đức ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến video của Phước Sửu, và người thực hiện là Lê Anh Duy. Thì Phước Sửu và Lê Anh Duy xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở nhiều video sau. Quý anh chị cần thông tin thêm về dự án Zai Dragon, xin liên hệ với Phước Sửu để Phước Sửu sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều thông tin và giá bán cực kỳ hấp dẫn của dự án Zai Dragon này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.